Kết quả Aston Villa 0-0 Manchester United, quỷ đỏ hòa nhạt nhòa. Cầm hòa Aston Villa, Manchester United chôn chân ở vị trí thứ 14. Ở vòng 7 Premier League 2024-25, Manchester United chỉ thu về trận hòa 0-0 vô cùng nhạt nhòa trước Aston Villa tại Villa Park, qua đó tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Manchester United chỉ thu về trận hòa nhạt 0-0 với Villa. Làm khách trước Aston Villa, Manchester United ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Đáng chú ý, huấn luyện viên Erik ten Hag bất ngờ đặt niềm tin vào cặp trung vệ dự bị là Harry Maguire, Jonny Evans thay vì bộ đôi Matic Jelai, Lisandro Martinez. Dịch lên trên, lão tướng Christian Eriksen với phong độ tốt tiếp tục được trao cơ hội, sát cánh bên cạnh Kobbie Mainoo ở trung tâm hàng tiền vệ. Bruno Fernandes sau khi được xóa thẻ đỏ ở trận gặp Tottenham tiếp tục đá chính, đảm nhận vai trò số 10. Trên hàng công, Rasmus Højlund lĩnh ấn tiên phong, hỗ trợ cho anh ở hai cánh là cặp đôi Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. Nhìn chung, Ten Hag đã lựa chọn một đội hình gồm các cầu thủ đang có phong độ tốt nhất hiện nay của Manchester United. Thay vì cố chấp tin dùng những cái tên sa sút hoặc chơi không tốt như Jelai, Martinez, Casemiro, Manuel Ugarte hay Joshua Zirkzee. Nếu phải dùng từ ngữ nào để tóm gọn lại diễn biến trong 45 phút đầu tiên tại Villa Park, thì đó là nhàm chán. Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội đã trình diễn thứ bóng đá vô cùng tẻ nhạt và rời rạc. Gần như không có bất kỳ tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo từ cả Aston Villa lẫn Manchester United. Pha bóng đáng chú ý nhất mà Manchester United có được là cú đá của Rashford ở phút thứ 5, còn của chủ nhà là cú sút từ Morgan Roger 3 phút sau đó. Ha đá phạt trúng xà ngang của Fernandes. Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn một chút và các tình huống nguy hiểm cũng xuất hiện với tần suất lớn hơn. Phút 48, Rashford sút xa khá căng từ ngoài vòng cấm song thủ thành Emiliano Martinez đã cứu thua bằng những đầu ngón tay cho Aston Villa. Chưa đầy 10 phút sau, đội chủ nhà đưa ra câu trả lời đanh thép với pha ra chân một chạm của Jovi Tielen từ ngoài khu cấm địa. Tuy nhiên, Andre Onana bay người giải nguy tuyệt vời cho quỷ đỏ. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống ở phút 68, khi đội trưởng Fernandes sút phạt hàng rào đưa bóng tìm đúng xà ngang cầu môn Aston Villa. Anthony được tung vào sân song cũng không thể làm được gì. Ở phút 93, các cổ động viên Manchester United trải qua một phen hú vía khi Jadon Philogen trong tư thế trống trải tại vòng cấm sút bóng trúng người Dalot đi hết đường biên ngang. Nếu không có Dalot, có lẽ mảnh lưới của Manchester United đã rung lên. Chung cuộc, Manchester United hòa Aston Villa 0-0. Kết quả này khiến quỷ đỏ chôn chân ở vị trí thứ 14 với 8 điểm sau 7 vòng đấu. Ở trận cầu cùng giờ, Chelsea cũng chỉ thu về 1 điểm với trận hòa 1-1 trước Nottingham. Tại vòng 8, Manchester United sẽ tiếp đón Brentford. Đội hình thi đấu: Aston Villa, Martinez, Cax, Konsa, Carlos 11, Torres, Dyer, Mustang 85, Barkley, Thielen, Philogen, Roger, Bailey, Duran 63, Watkins. Manchester United: Onana, Magal, Lindelof 46, Maguire, Jelai 46, Evans, Dalot, Mainoo, Casemiro 85, Eriksen, Garnacho, Fernandes, Rashford, Anthony 64, Højlund, Zirkzee 64.